ngày 16 tháng 8 năm 2017, Hội thảo Tiêu chuẩn về an toàn thông tin trong lĩnh vực ngân hàng được tổ chức bởi Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước và Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC, CMC InfoSec. Hội thảo có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Ngân hàng Nhà nước, thu hút hơn 200 khách tham dự đến từ 40 ngân hàng tại Việt Nam, các đơn vị thanh toán trực tuyến và các doanh nghiệp ICT khác. Tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã trình bày về các tiêu chuẩn áp dụng cho các ngân hàng trên thế giới. Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ về tiêu chuẩn TCVN 11894/2007 và một số quy định pháp lý về an toàn thông tin đối với các tổ chức và tài chính ngân hàng. Cũng tại đây, CMC InfoSec đã kết hợp cùng hãng bảo mật ICQ Thái Lan trình bày nội dung về tiêu chuẩn an toàn thông tin và các nguy cơ tấn công mạng trong ngành ngân hàng dưới góc nhìn của chuyên gia bảo mật. Nội dung của tham luận xoay quanh các đánh giá về tình hình áp dụng và các vấn đề thực tế khi áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thông tin tại các ngân hàng ở Việt Nam và Thái Lan. Nói về vấn đề về bảo mật ở Việt Nam liên quan đến các tiêu chuẩn, nói thật đây là một ngành rất là khó, và để theo được ngành này và để làm đúng được những cái vấn đề về security thì một công ty phải đầu tư vào con người cũng như là đầu tư vào có một cái quá trình tích tụ rất là nhiều, nên là thực sự là không phải đơn vị nào cũng có thể làm được security một cách đúng đắn và một cách bài bản. Cái thứ hai là thường một số các cái đơn vị lớn cũng có, nhỏ cũng có, thì họ không có một cái tạm gọi là một cái chiến lược về an toàn thông tin một cách dài hạn. Chúng ta đều biết là security là một cái vấn đề mà phải làm thường xuyên và phải đầu tư liên tục. Tuy nhiên là nếu mà đầu tư theo kiểu cứ năm nay có một dự án này, năm sau lại có một dự án khác mà nó không có một cái gì xuyên suốt và có thể mà tạo ra một cái chiến lược chung về an toàn thông tin thì những cái đầu tư đấy khá là không hiệu quả. Từ những vấn đề được đặt ra, CMC InfoSec cùng các đơn vị bộ ban ngành, chuyên gia an toàn thông tin đã đưa ra các giải pháp để bảo mật tốt hơn cho hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Phần tọa đàm trao đổi giữa các đại diện Cục Công nghệ Thông tin, Cục An toàn Thông tin và các chuyên gia bảo mật đến từ tập đoàn NTT Data Thái Lan, công ty ICQ Thái Lan cũng thu hút nhiều sự chú ý của các khách mời đến từ nhiều ngân hàng tại Việt Nam. Thời gian vừa rồi thì chúng tôi có ghi nhận một số những cái sự cố xảy ra đối với người dùng cuối như vậy. Và về cơ bản thì tôi cho rằng là các cái tổ chức tài chính ngân hàng ở Việt Nam là những cái tổ chức mà tiên phong trong cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin và dành cái sự quan tâm rất lớn cho cái công tác đảm bảo an toàn thông tin. Để xảy ra những cái sự cố không mong muốn về cái chuyện là người dùng cuối bị mất tiền trong tài khoản thời gian vừa rồi thì tôi cho rằng ở đây thì chúng ta có hai cái bài học kinh nghiệm mà có thể rút ra. Thứ nhất là bản thân người dùng cũng cần phải không ngừng nâng cao hơn nữa những kỹ năng tự đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà kết nối Internet như hiện nay. Và đồng thời thì với vai trò của bên cung cấp dịch vụ thì tôi cho rằng là các tổ chức tài chính ngân hàng cũng cần phải tăng cường hiểu biết những cái nguy cơ và áp dụng những cái phương pháp phòng tránh phù hợp. CMC InfoSec hiện nay đang cung cấp những cái dịch vụ của thiên về tư vấn đánh giá, như là đánh giá cấp chứng chỉ PCI-DSS, làm những cái dịch vụ đánh giá tư vấn những kiểu penetration testing, như là nhiệm vụ mà tìm lỗi hoặc tìm những cái lỗ hổng mà có thể hack vào được những cái hệ thống của ngân hàng, hay là những cái dịch vụ về đào tạo training, cũng là một cái dịch vụ mà CMC InfoSec đã làm từ khá lâu và cũng có rất nhiều khách hàng. To hơn một chút, đó là những cái dịch vụ về managed service, tức là dịch vụ về giám sát và đưa ra những cái cảnh báo hoặc là xây dựng một hệ thống giám sát cho khách hàng. Thì cái dịch vụ đấy thì là dựa vào cái trung tâm SOC mà CMC đang xây ở tầng 4, là sẽ dự định là sẽ mở cửa vào khoảng tháng 10 năm nay. Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC hiện đang là doanh nghiệp bảo mật tại Việt Nam, được quyền đánh giá và cấp chứng chỉ quốc tế cho bảo mật dữ liệu thẻ PCI-DSS. CMC InfoSec tự tin khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong lĩnh vực cung cấp giải pháp bảo mật hệ thống cho khối chính phủ và tài chính ngân hàng, nỗ lực sáng tạo không ngừng nhằm bảo vệ tốt hơn cho khách hàng cũng như cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam. CMC InfoSec, vì một không gian mạng an toàn hơn.